10 bài học kinh doanh quý giá hơn vàng mà không một trường lớp nào dạy bạn. Để đúc kết được những bài học quý giá này, có người phải đánh đổi rất nhiều tiền bạc và thời gian, thậm chí là cả một đời người mới ngộ ra được. 1. Chiến lược hiệu quả nhất của một mô hình kinh doanh chính là lấy khách hàng làm trung tâm. 2. Muốn tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, hãy tìm một vấn đề cụ thể của một đối tượng cụ thể, rồi tìm cách giải quyết nó. 3. Thất bại càng sớm càng tốt, vì nếu thành công ngay từ đầu, bạn sẽ không biết mình sai ở đâu, thiếu chỗ nào và dễ bị ảo tưởng với thành công. Quan trọng hơn, hãy tìm cách rút ra bài học sau thất bại và ghi nhớ nó. 4. Một đồng tiền bỏ ra phải đảm bảo nó sẽ mang lại hơn một đồng đó. 5. Hãy biết ơn những khách hàng khó tính nhất vì chính họ sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để tồn tại trong một thế giới cạnh tranh. 6. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng, dùng những gì bạn có trong tay và làm những điều bạn có thể. 7. Trong kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận không quan trọng bằng tiền mặt. Tiền mặt chính là vua. Tính thanh khoản là một yếu tố vô cùng quan trọng trong bất kể hoạt động kinh doanh hay đầu tư nào. 8. Hãy thuê một nhân viên tốt và đào tạo họ để trở thành một nhân viên giỏi. 9. Người quản lý giỏi biết cách giải quyết công việc hiệu quả. Người quản trị giỏi biết dùng người để giải quyết công việc đó một cách hiệu quả. 10. Người lãnh đạo giỏi phải là người biết nhìn xa trông rộng, không vì cái lợi trước mắt mà đánh đổi cả một đế chế phía sau. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích.